Xin kính chào quý vị bà con. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 2020. Hà Bình Ngon đang tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu vẽ bùa, bọ cánh cứng, bọ trĩ và nhện đỏ trên cùng một sản phẩm thuốc sinh học có kết hợp với dầu khoáng hay còn gọi là bám dính. Đây là máy phun thuốc trừ sâu của Hà Bình Ngon. Bây giờ Hà Bình Ngon sẽ cho bà con xem thuốc. Đây là dầu khoáng. Đây là chai dầu khoáng. Một chai này sẽ pha được 100 lít nước. Một phi của Hà Bình Ngon đây là 200 lít, tức là phải pha hai chai này. Thì bây giờ Hà Bình Ngon pha. Còn đây là cái sản phẩm chế phẩm sinh học thế hệ mới. Hà Bình Ngon bắt đầu dùng thử và để kiểm tra về chất lượng. Loại thuốc này nếu mà có tốt thì sau này Hà Bình Ngon sẽ giới thiệu ra cho bà con. Trên gói thuốc này ở trong có 4 cặp, có 2 cặp, tức là đây Hà Bình Ngon cởi ra cho bà con xem. Mỗi cặp này là pha được 100 lít nước. Đây nhé, một cặp đi với nhau đây. Mỗi cặp này nó pha được 100 lít, hai cặp là 200 lít. Đây là theo hướng dẫn của nhà sản xuất đây. Đây. Đây là một bộ là hai gói đấy, gồm đây pha cho 200 lít dầy mềm, bỏ cánh cứng, dẹp sáp và nhện. Đây pha hai bộ cho một phi 200 lít. Đây là thuốc trừ sâu sinh học. Hà Bình Ngon hôm nay sẽ bắt đầu dùng thử. Thuốc trừ sâu sinh học thì chúng ta biết rồi là nó sẽ không có độc hại nhiều đối với môi trường và bản thân nông dân phun trực tiếp thuốc. Nhưng mà hiệu quả thì nó sẽ chậm hơn thuốc trừ sâu hóa học. Và đây là khuyến cáo là nếu dẹp sáp trên cây và nhện thì phun hai gói cho một phi 200 lít. Pha kèm với các loại bám dính để tăng hiệu quả sản phẩm. Đây thì bám dính chính là cái chai dầu khoáng này. Đây thì bây giờ Hà Bình Ngon sẽ tiến hành pha thuốc và phun ngay tại vườn nhà mình để kiểm tra. Bất cứ những loại thuốc nào Hà Bình Ngon đều có sử dụng trước và theo dõi kết quả tốt hay xấu để có thể tư vấn cho bà con thực tế nhất. Trong cái gói thuốc này thì nó sẽ có hai màu, một màu trắng đục như nước vo gạo và một loại màu vàng kiểu như dầu ăn. Đấy, chảy ra màu ăn và như màu trắng đục, bà con nhìn này. Chúng ta lưu ý là dùng những cái gói như này thì chúng ta dùng một cái gáo nhựa chúng ta tráng ở trong để cho thuốc nó sạch hết ở trong gói thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Lưu ý là chúng ta tráng lại bằng nước. Đối với thuốc trừ sâu sinh học này thì bà con lưu ý một điểm, đó là chúng ta tuyệt đối không được pha lẫn thuốc trừ sâu sinh học với thuốc hóa học. Bởi vì thuốc sinh học mà pha lẫn thuốc hóa học thì chất hóa học nó sẽ làm hỏng mất thuốc sinh học. Nên bà con lưu ý nếu trong thùng phi của quý vị mà trước đó phun thuốc hóa học thì bà con nên rửa sạch và rửa sạch cả ống cho máy vào, xong thì bật máy lên để cho nó xịt sạch nước ở trong ống này để cho nó sạch, sau đó chúng ta mới dùng thuốc sinh học chúng ta phun. Lưu ý chúng ta đặc biệt lưu ý không đến lúc bà con pha lẫn thuốc hóa học là sẽ hỏng mất. Đây một phi này là 200 lít, Hà Bình Ngon pha là 4 gói đấy, tức là một bộ, hai bộ của nó. Và tí nữa Hà Bình Ngon sẽ làm một cái clip cho bà con xem cái sục thuốc. Đây bây giờ Hà Bình Ngon sẽ quay trực tiếp đây. Đây là bật máy lên này. Nó sẽ quay cho bà con xem. Đây là bộ sục thuốc này. Bà con nhìn nó sục rất là mạnh này.
sục rất là mạnh và rất là đều thuốc. Đây hạt bưởi ngon tắt bỏ nước để bà con nhìn nó rõ hơn, không có người lại bảo là nước sục lên là do bơm nước vào. Tắt bỏ ống nước đi rồi, bà con thấy nó sục rất là mạnh. Hạt bưởi ngon sẽ dơ cái bộ sục thuốc lên cho bà con nhìn. Nè, bộ sục thuốc này sục rất là mạnh này. Tí hạt bưởi ngon sẽ tắt máy và cho ra ngoài cho bà con xem luôn. Đây, còn đây nó sục cực kỳ mạnh. Đối với những nhà vườn mà phun thuốc bằng bom như thế này thì bà con lưu ý là chúng ta nên mua cái sục thuốc tự động này nắp vào. Đây, hạt bưởi ngon sẽ tắt máy và mang cái sục ra cho bà con xem. Đây này, đây nha, cái bộ sục thuốc 2 trong 1 cho máy nó xịt hết nước ra đã, nó đánh rất là tơi. Đây bà con nhìn, nó vẫn còn có áp lực, nó vẫn chảy nước. Đây là cái bộ sục thuốc 2 trong 1, nó sục rất là mạnh, nó rất đều. Đây, đây bà con nhìn này, đấy, tức là nó vừa hút nước thuốc sâu lên và nó vừa sục, cho nên nó rất đều và cái này nó không bị rác, bởi vì nó có cái bộ nọc inox ở trên và ở dưới, nên là nó sẽ không có cắn rác vào trong ống dẫn ra đầu phun. Cái này là 2 trong 1, đấy bà con nhìn kỹ nha, đấy. Nên là chúng ta dùng máy phun như này, bình bom như này, là chúng ta lưu ý là chúng ta nên mua những cái này. Bà con muốn biết chi tiết thì liên hệ với Hạt Bưởi Ngon qua số máy 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội, để được biết chi tiết về cái bộ sục thuốc này. Đây là bộ sục thuốc 2 trong 1. Còn cái bộ sục thuốc một tác dụng thì trước kia Hạt Bưởi Ngon có dùng, thì nay bỏ rồi, bởi vì nó đã lỗi thời rồi. Hạt Bưởi Ngon sẽ quay cho bà con xem luôn. Đây là cái bộ sục thuốc mà trước kia chưa có cái 2 trong 1 thì Hạt Bưởi Ngon sử dụng cái này. Thì cái này nó chỉ có tác dụng sục thuốc đều, nhưng nó lại không có tác dụng là hút thuốc lên và không có màng nọc, nên là nó chỉ có mỗi một tác dụng thôi. Thì chúng ta khi mà chúng ta dùng cái đầu hút kia nó sẽ bị kênh và nó không hút được hết nước. Còn bây giờ có cái 2 trong 1 kia là chúng ta đặt dưới tận đáy thùng này, nó vừa khuấy đều, nó vừa sục đều thuốc lên và nó sẽ hút được hết sạch nước, cạn nước ở trong thùng. Còn trước kia là Hạt Bưởi Ngon dùng cái kia là nó sản phẩm cái này và cái đầu hút kia là nó bị kênh, nó sẽ không hút hết nước. Ví dụ chúng ta thường dùng cái đầu này thì bây giờ nó sẽ gắn luôn vào cái này là 2 trong 1 thì nó sẽ hút được luôn. Nhưng mà trước kia là dùng cái này thì nhiều khi nó kênh này thì nó sẽ không hút được hết nước. Mà khi chúng ta phun thuốc chúng ta ra, chúng ta điều chỉnh lại, chúng ta mất việc. Nên là bây giờ nó là 2 trong 1, nó gắn vào tất cả trên một cái, nên là nó sẽ rất là tiện. Bà con tìm mua, bà con phải hiểu được, biết được cái sản phẩm nào lỗi thời rồi thì chúng ta không nên mua, mà chúng ta sẽ mua cái 2 trong 1. Ngoài ra thì dùng bình máy thì chúng ta lưu ý là chúng ta nên dùng cái bếp phun dạng loa như thế này. Thì nó có hai loại, một loại nó nhỏ như thế này, cái Hạt Bưởi Ngon đang dùng, và một loại nó y hệt như này nhưng nó to hơn, cái loa vành nó to hơn. Thì những cái này dùng rất là thích bởi vì nó có thể điều chỉnh lượng nước phun xương hoặc là phun lớn, phun nhỏ, hạt to hạt nhỏ đều được. Và nó có thể bể gập được như này. Đấy, chúng ta nhìn này, bể gập được. Dùng rất là sướng, dùng cái này rất là sướng. Bà con lưu ý là chúng ta nên tìm mua những cái sản phẩm tốt, chúng ta sử dụng rất là thích. Còn đây là trên cơ sở 2 của Hạt Bưởi Ngon. Hạt Bưởi Ngon đang tiến hành phun thuốc phòng trừ nhện, nhện đỏ cho cây giống. Cây giống nhiều nhện đỏ và sâu vẽ bùa. Thì cứ khi có nọc non như thế này hoặc ngắn hơn thì sẽ phun phòng trừ nọc non và bọ trĩ.
Đây là giống bưởi Tam Hồng. Đấy, thì nhện đỏ thì trước kia nhà Hà Bình Ngon rất nhiều. Bây giờ thì nó ít hơn nhưng mà vẫn phải phòng, bởi vì nó vẫn còn đây, còn ít. Đây là mắt ghép cam của Hà Bình Ngon này, mắt ghép cam. Đấy, những độc non này chúng ta, đặc biệt là những cây ghép là chúng ta phải phun giữ sạch sâu bệnh. Đây là trên cơ sở 2 của Hà Bình Ngon, nơi mà Hà Bình Ngon lưu giữ những giống bưởi quý hiếm trong nước và của Trung Quốc là bưởi Tam Hồng và bưởi Kim Hoàng. Kim Hoàng, Hoàng Kim ấy, là những giống bưởi quý đều được lưu giữ ở đây và nhân giống phát triển ra thị trường cho bà con, để bà con có được những giống bưởi quý hiếm. Đây là những giống cam này, giống cam ruột đỏ, vỏ đỏ này. Cây giống Hà Bình Ngon thì rất là đẹp. Trên đây bà con để ý sẽ thấy là Hà Bình Ngon làm những cái cột chống bưởi. Đây là mục đích, ở trên có vòng tròn kia là để kéo cành bưởi khi có quả, khi cây bưởi như cây bưởi này có quả thì Hà Bình Ngon sẽ kéo dây thả xuống và kéo cành ngược lên để chống bị gãy cành và rụng quả. Ở phía dưới gốc là Hà Bình Ngon chôn cọc bê tông cao 60 cm, ở trong là một ống phi 60 bằng nhựa có lỗ thoát nước xuống dưới đáy như này, và trên khoảng này Hà Bình Ngon hàn một cái móc cao từ dưới đáy lên 3 m. Đây này, những cái móc này bằng sắt 8 tròn đặc để kéo những cái cành ở quả, nó sau này nó sẽ nà nà dưới mặt đất hoặc ở ngang chừng tầm 1 m thì Hà Bình Ngon sẽ kéo lên, không nó gãy cành. Đó là có hai tác dụng kéo, đó là ở trên là sẽ kéo chủ yếu là những cành to, còn phía dưới đây là sẽ kéo những cành nhỏ hơn và có sai quả hơn ở tầm dưới. Cọc này sẽ cao từ 4 đến 5 mét tùy theo bà con, nhưng mà nếu làm được 5 mét thì tốt nhất, vì cây sau này nó sẽ cao hơn nữa. Mỗi một gốc này là Hà Bình Ngon đều có một cái cọc này và đã chôn cọc bê tông ở dưới trước rồi. Đây là trong khi Hà Bình Ngon trộn đảo thuốc thì Hà Bình Ngon làm video cho bà con xem. Tức là khi mà chúng ta đảo thuốc trộn đều là chúng ta nên trộn trong khoảng 10 đến 20 phút trước khi chúng ta phun để cho thuốc nó được đảo đều. Đây là cơ sở 2 của Hà Bình Ngon tại gần nhà văn hóa xóm 3 thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Nơi đây thì Hà Bình Ngon đang kết hợp với bà con nông dân và Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội xây dựng vùng bưởi ngon Hòa Thạch, Quốc Oai tầm nhìn 2020 đến 2030. Đây là nhà văn hóa xóm 3 thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Nhà Hà Bình Ngon ngay đằng sau đây. Nhà Hà Bình Ngon ngay đằng sau nhà văn hóa đây. Trước cổng Hà Bình Ngon trồng hai cây bóng mát, đó là cây xoài và cây sang, để làm bóng mát. Đây là trang trại mà Hà Bình Ngon xây dựng để cho bà con đến tham quan học hỏi kinh nghiệm miễn phí. Ở đây Hà Bình Ngon sẽ chia sẻ kinh nghiệm miễn phí cho bà con thực tế tại vườn